Có hay đi lấy mụn không mày? Cũng lúc trước có. Bao lâu rồi mới đi lấy lại ha? Lâu rồi, đợt trước lấy bên cái con bên kia kìa. Thì nhà lấy tự nhiên vậy nó xì ra. Ừ, sau đó từ đó không dám lấy luôn, nên chỗ đây nó có thầm chứ nó muốn rổ đúng không? Dạ. Nên không biết nó lấy á. Nó lấy sao mà nó bị nhiễm trùng hay sao á, nên không có dám lấy nữa. Thầy mua thuốc sai không à, không mà đi con Yên nó rủ đi đi đó. Nhiều không?
Ok đi. Đó lại à. Bị riêng cũng nhiều lắm à. Ừ. Rồi túi nó lấy nó bị như là nó làm sao á, vì nó xì ra ghê lắm, cho nó sợ á, không đi lấy lại nữa. Ủa đây con em nó rủ đi á, đang được. Xài thuốc á. Xài thuốc à? Ừ. Thuốc gì ạ? Thuốc mụn. Dạ anh nhìn vậy chứ cũng nhạy cảm lắm rồi. Ừ. Xong nó xì ra, rồi lúc nó xì ra ghê lắm. Ừ. Ừ, không biết là mình ăn trúng cái gì á, hay là sao á. Ừ. Hay mình đi lặn về xong mình ăn trúng cái gì á, xong nó phù ra ghê á, xong từ đó là không dám đi nặn nữa, thằng đi theo bôi thuốc mà. Anh là bí nó rủ đi đá nhân mụn quá. Rồi bạn bên kia là em của anh hả? Ừ. Anh em là ở Thống Nhất luôn hả anh? Ngay chỗ Văn Trung, ngay chỗ Văn Ít á. Dạ. Lần hai đi anh em đủ đi, anh cứ đi lấy lông mụn thử. Phát là bao nhiêu tuổi ta? 30. Với lại người ít uống nước nữa. Ừ. Khá là làm công việc gì em? Con phòng phòng lab á, phòng thí nghiệm á. Ồ vậy hả? Ừ. Ít uống nước là thua. Ừ, uống nước. Ít uống nước nữa. Còn biết uống ít uống nước. Sao ừ. Nào mà các anh chị kêu uống nước nhiều vô. Ừ. Giọng em đâu giống như ngoài Bình Định hả? Phú Yên vậy con? Nha Trang. Nha Trang. Như này góc ở Phú Yên á. Ừ. Là nói hai lần. Chắc bị một ngày lâu vậy lắm rồi ha. Ừ.
Ờ, em nghe anh Tuân. Nghe anh qua lấy mụn hả? Dạ, anh chạy qua đi anh. Ờ, sáng nhắn tin chứ không có trả lời, tưởng bỏ nạp ba rồi chứ. Rồi, giỡn hoài. Đang bận. Dạ. Anh chạy qua lấy mụn hả anh? Chút xíu anh xuống. Dạ. Dạ. Cái gì mới bông em?
Thank you.